người đẹp đứng lên xíu để chụp được đẹp. Hoặc quay phim như thế này, mà dịch dịch giúp con dịch vừa đóng kịch đi. Nhưng mà em bỏ vô like với nha. Vui xin chào tất cả các anh các chị ở đây. Bình thường dưới lớp họ cũng nói dữ lắm mà lên đây bắt đầu bọn nhau đứng cạnh thầy rồi là chun quá trời luôn. Hot boy rồi. Là hot boy bắt đầu đứng cạnh nhau buồn lắm. Nói về thời chia, cô xin nói chúc thầy Dôn cùng tất cả các anh các chị em ở nơi đây năm mới được bình an, hạnh phúc, vạn sự quý. Văn phòng sẽ có được nhiều điều hơn trong năm mới. Với các anh chị bây giờ thì mua bán nhà cửa coi như vậy là tắt như tôm tươi. Còn chị em thì còn đang học trong lớp thì sẽ lấy bằng một cách nhẹ nhàng, thi đâu thi một lần là được. Cảm ơn chị, năm mới chúc chị được dồi dào sức khỏe, bạn sự như ý và tất cả những cái nhà của chị có không có problem như năm ngoái nữa, bất problem nữa. Lấy cho vui. Rồi thay định. Em xin chào tất cả các anh chị, anh chị em agent, anh chị em ở đây chúc mọi người sang năm mới là vui vẻ, sức khỏe dồi dào. Văn phòng mình deal nhiều rất nhiều, có hai lần bạn em mình thi đua với lại mấy cái poker khác vùng này học công. Cảm ơn em. Năm mới anh chúc em được giỏi sức khỏe bằng suy nghĩ ha, những cái deal mà em đang làm nó sẽ thành công nha. Cảm ơn nhiều nhiều đến cả cho vui. Rồi hưng dạ xin chào mọi người. Em tên là Hương, em học ở đây được 3 tuần rồi. Thì năm mới em xin chúc thầy cho tất cả mọi người có mặt ở đây cùng với là gia đình được nhiều sức khỏe và bình an. Chúc mừng năm mới. Cảm ơn em đã khai nhiều lớp và chúc em năm mới được dồi dào sức khỏe và suy nghĩ. Tính gì được nấy ha. Lên cho chơi vui. Rồi Hoàng. Rồi anh chú anh thầm làm vậy. Chú uống mà đã say. Ấy đẹp quá ha. Em tên là Lan, em chào tất cả, trước tiên là chào thầy John, chào tất cả các chú, các bác, các anh chị em. Năm mới em cảm ơn thầy John, em học ở đây được 3 tuần rồi. Em chúc thầy John, tất cả các anh chị em đã chúc rồi hết rồi, em chỉ chúc sức khỏe thôi. Có sức khỏe, có sức khỏe. Rồi các anh chị em agent cũ thì được nhiều deal, còn tất cả các anh chị em, các bạn học chung thì có thể thi đậu rồi bạn sự khởi đầu nan. Cảm ơn. Cảm ơn chị. Chúc chị năm mới cho sức dồi dào sức khỏe bằng sự bình an và những việc đấy và sự thành công. Em khá là vui. Rồi Thắng với lại Tức. Anh Minh là chị Minh, Minh là chị chắc mà. Hi. Chị vui thôi. Dạ. Yeah. Happy New Year. Cảm ơn chị tới nha. Dạ. Em tên là Lon, vợ của anh Minh. Dạ. Lần đầu tiên tới đây. Nữ nhì. Dạ. Tới thứ nhì, đúng rồi. Thế thì bên đây là dịp Tết. Xong rồi. Ok. Các anh chị được nhiều deal. Anh chị nào đang học thì thi đậu nhé. Dạ, năm mới chúc tất cả được nhiều hạnh phúc, mọi sự đi được nhiều sức khỏe. Cảm ơn chị. Được nhiều sức khỏe, được nhiều chờ. Cảm ơn chị. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Chúc chị sức khỏe bằng suy nghĩ. Đấy, khá là vui. Cái tạm biệt các chị. Với chị Vivian thì chị vô là... Cảm ơn chị nhiều. Chị.
chị ở bạn tiếng Nga, chị tiếng Nga, tiếng Nga đúng rồi, chị tiếng Nga, cái này nổi tiếng, không tiếng Nga mà tên nổi tiếng. Chị sẽ đại diện Việt, vô đi, vô, cho vui mà đại diện Việt luôn nha. Cảm ơn chị, anh đã tới đây để giúp vui trong chị mang con nhà. Thật sự không, cái ngày này rất là khó, mà anh chị cũng có việc khác mà cũng chút thời gian để tới đây giúp anh em. Cảm ơn chị rất nhiều. Xin là cảm ơn thầy Choan đã cho vợ chồng em có cái dịp tới đây để rất vui, và nhất là cảm ơn anh Minh và chị Loan. Chị Loan là người bạn khá thân với em. Anh Minh đã trời mừng quá, tại vì cái ông chồng thầy Choan thì được đông học trò, còn học trò của thầy Choan thì học đâu đậu đó thì đâu đậu đó, còn những agent đó thì được đông khách, bán được nhiều nhà cửa. Và bác sĩ Phong thì hát càng ngày càng trường cả ngồi ở dưới mặt tường, ca sĩ thật đó thôi. Thầy cho anh Việt thẳng lên đi, có người đại diện nó luôn. Dạ, rồi cảm ơn anh chị rất nhiều đã tới. Rồi. Bây giờ mình sẽ chơi nhạc khoảng 10 phút nữa. Rồi bắt đầu mình dẹp lại mình chạy xong, được không? Được. Quá được. Ai muốn thẳng luôn, khỏi dẹp nữa. Vô thẳng. Dạ, ai muốn chạy xong liền. Không, chạy xong thì đâu. Ai ca gì á? Chạy xong đấy hả? Dạ, nó ồn lắm. Không sao, nó ồn vậy nó mới vui. Ồn vậy nó vui. Ok, rồi ở đây. Bây giờ ai ca thì cao, ai đấy là gì mà chăm sóc. Mấy người đẹp áo dài trắng ha. À chăm vô luôn đi. Sao.